đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vẫn luôn kịch tính và hấp dẫn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thể hiện như thế nào trước đội khách Thái Lan? Đón xem giao hữu đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan 20 giờ ngày 10 tháng 9 trực tiếp trên kênh VTV5.